Trong cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC vừa diễn ra, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống mức 4,75-5%. Đây thì cũng được xem là quyết định cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ tháng 3 năm 2020 sau 4 năm tăng liên tục và neo ở mức cao. Fed thì cũng đã bỏ phiếu cắt giảm lãi suất dự trữ vượt mức IOER 50 điểm cơ bản xuống mức 4.9% nhưng vẫn giữ nguyên thắt chặt định lượng QT không đổi. Vì sự kiện quan trọng này sẽ có tác động tích cực hay tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và cả thị trường crypto nói riêng. Hãy cùng Coin68 TV tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Coin68 TV. Mình là Yến Nhi và đây là series Chuyện Kinh Tế. Quyết định cắt giảm lãi suất lần này thì được FOMC đưa ra trong bối cảnh cả thị trường lao động và lạm phát đều đang hạ nhiệt với mức cắt giảm được cho là rất mạnh tay, đưa lãi suất tiêu chuẩn về dao động trong khoảng 4,75-5%, báo hiệu cho một lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ đang bắt đầu. Theo đó thì các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng rằng lãi suất chuẩn kết thúc năm 2025 sẽ ở mức từ 3.25-3.5% và đến cuối năm 2026 thì lãi suất có thể thấp hơn 3%. Có nhiều ý kiến thì cũng cho rằng việc Fed hạ lãi suất sẽ có tác động tích cực tới Việt Nam, vì khi Fed giảm lãi suất thì tỷ giá hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng sẽ có cơ sở để tiếp tục hạ lãi suất và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Và thị trường chứng khoán thì vốn thể hiện sự kỳ vọng của các nhà đầu tư đối với triển vọng vĩ mô thường sẽ có diễn biến tích cực. Vì khi Fed hạ lãi suất thì thị trường chứng khoán Việt Nam thường có xu hướng tăng nhờ dòng vốn ngoại quay trở lại. Đơn cử thì là vào năm 2008 khi mà Fed giảm mạnh lãi suất gần bằng không, và sau đó thì vào giai đoạn năm 2009-2010 thì dòng tiền đầu tư từ nước ngoài đã tăng lên giúp cho VN Index tăng trưởng mạnh từ 235 điểm lên tới tận 500 điểm. Và trong năm 2019-2020 khi Fed hạ lãi suất để đối phó với đại dịch Covid-19 thì dòng vốn ngoại đã quay trở lại các thị trường mới nổi bao gồm cả Việt Nam, giúp cho VN Index phục hồi sau đợt giảm mạnh ban đầu vào tháng 3 2020. Các bạn có thể hiểu thì về cơ bản là khi tỷ giá bớt áp lực và trong bối cảnh đồng đô la Mỹ hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ không cần nâng lãi suất điều hành để ứng phó với các áp lực về tỷ giá. Và đối với thị trường chứng khoán thì với việc Fed hạ lãi suất có thể giúp hệ thống ngân hàng đẩy mạnh tăng tín dụng, cải thiện thanh khoản của nền kinh tế và cả thị trường chứng khoán. Ngoài ra thì khi lãi suất USD hạ cũng sẽ thu hút vốn đầu tư quốc tế vào các thị trường các nước đang phát triển, vốn có mức chênh lệch đáng kể của lãi suất đồng nội tệ đối với các lãi suất USD. Điều này thì vốn ngược lại với thực tế thời gian qua khi mà lãi suất USD neo cao, đồng vốn đầu tư có xu hướng chuyển dịch từ các thị trường mới nổi hoặc cận biên trở về Mỹ. Có thể thấy thì việc Fed giảm lãi suất giúp chênh lệch lãi suất trong và ngoài nước giảm đi, giúp tỷ giá USD Việt Nam đồng hạ nhiệt và các ngân hàng nhà nước thì có dư địa để duy trì mặt bằng lãi suất thấp. Khi mà việc chênh lệch lãi suất giảm bớt thì cũng đã giúp đà bán ròng trên thị trường có thể đảo chiều. Tuy vậy thì trong báo cáo mới nhất của mình, các chuyên gia của công ty quản lý quỹ đầu tư VinaCapital cho rằng việc Fed cắt giảm lãi suất có thể là con dao hai lưỡi đối với Việt Nam. Một mặt sự suy giảm giá trị của đồng USD làm giảm áp lực mất giá đối với Việt Nam đồng, mặt khác thì nền kinh tế Hoa Kỳ chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của Việt Nam. Song thì các chuyên gia tại VinaCapital lo ngại rằng ý nghĩa của việc cắt giảm lãi suất đối với tình trạng của nền kinh tế Mỹ, trong đó thì xuất khẩu nói chung và xuất khẩu sang Mỹ nói riêng, tăng gần 30% trong 8 tháng đầu năm 2024, là yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay. Vì vậy mà nền kinh tế Mỹ chậm lại có khả năng làm giảm nhu cầu tiêu dùng của Mỹ đối với các sản phẩm made in Việt Nam như là máy tính xách tay nè, điện thoại di động và các loại hàng hóa khác. Và theo đó thì tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 cũng sẽ phải dựa vào các yếu tố nội tại để bù đắp tác động của nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. Và với riêng thị trường crypto thì quyết định cắt giảm lãi suất của Fed lại đem đến nhiều ý nghĩa và tác động đa chiều. Có thể thấy thì sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định cắt giảm lãi suất thì thị trường tiền điện tử số đã phản ứng một cách sôi động với sự bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin. Theo đó thì vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 9 năm 2024 thì Bitcoin đã có cú nhảy vọt từ mức giá 59.200 đô lên trên 61.150 đô chỉ trong vòng 2 tiếng, tức là tăng gần 2.000 đô trong thời gian ngắn. Mặc dù sau đó thì Bitcoin có phần hạ nhiệt nhưng không lâu sau thì đồng tiền số lớn nhất trên thế giới lại tiếp tục đã khởi động tăng. Và có thể thấy thì giá của các đồng coin nằm trong top 100 vốn hóa cũng đã có xu hướng tăng tích cực. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải lưu ý rằng là thị trường tiền số thì cũng không tăng liên tục mà có phần biến động. Diễn biến của chỉ số đô la Mỹ DXY cũng đáng chú ý khi chỉ số này giảm xuống 100,3, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 trước khi tăng trở lại lên 101. Đây thì cũng được xem là một chỉ số quan trọng mà các nhà phân tích từ CoinDesk khuyến cáo các bạn nên theo dõi để đánh giá các tài sản rủi ro của mình. Và theo Joe Kruger, chiến lược gia tại LMAX Group, một câu hỏi lớn từ đây sẽ là
liệu thị trường có tiếp tục ưa chuộng các tài sản rủi ro khi môi trường lãi suất đang giảm hay không. Và các thành viên của Fed thì hiện đang kỳ vọng lãi suất chuẩn trung bình sẽ giảm xuống 4,4% vào cuối năm. Điều này cho thấy còn dư địa cắt giảm thêm khoảng 50 điểm cơ bản trong hai cuộc họp tiếp theo. Ngoài ra thì tương quan giữa tiền số và các loại tài sản rủi ro truyền thống đã đạt mức cao nhất trong khoảng 18 tháng qua. Theo như là David Lowen, người đứng đầu nghiên cứu tại Falcon X, cho thấy rằng các tin tức vĩ mô ngày càng có vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư. Sự không chắc chắn này sẽ khiến cho thị trường tiền số có xu hướng biến động hơn là tăng mạnh theo một kịch bản tích cực hoàn toàn. Còn nhà tạo lập thị trường Winter Mitt thì dự đoán rằng giá của Bitcoin sẽ dao động 2-3% theo cả hai hướng sau quyết định của Fed. Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX, cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường do chênh lệch lãi suất vay giữa đồng USD và đồng Yên Nhật, khiến cho các nhà đầu tư có thể rút vốn hàng loạt ra khỏi các giao dịch chênh lệch lãi suất. Điều này thì cũng đã từng xảy ra vào ngày 5 tháng 8 khi cả thị trường cổ phiếu và tài sản kỹ thuật số giảm mạnh, đẩy Bitcoin xuống dưới 50.000 đô chỉ trong một thời gian ngắn. Và có một sự thật là mức tác động của các yếu tố đến giá của Bitcoin là một chủ đề phức tạp, chịu ảnh hưởng từ nhiều các khía cạnh khác nhau. Sự tương tác tâm lý của các nhà đầu tư, quy định của chính phủ và sự phát triển của công nghệ là những yếu tố then chốt cùng nhau quyết định mức độ tác động đến giá của Bitcoin trong một thị trường đầy biến động và không ngừng thay đổi. Vì vậy thì việc Fed cắt giảm lãi suất cũng sẽ có những tác động tích cực và tiêu cực khác nhau đến thị trường kinh tế Việt Nam nói chung và cả thị trường crypto nói riêng. Và để có góc nhìn khách quan hơn về ngành kinh tế cũng như những quyết định đầu tư thì Ý Nhi nghĩ là mọi người vẫn cần sử dụng kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để có thể có một quyết định phù hợp nhất nha. Và vừa rồi là toàn bộ những góc nhìn về việc Fed cắt giảm lãi suất mà Ý Nhi nghĩ là sẽ rất hữu ích để giúp mọi người đánh giá thị trường trong suốt quá trình đầu tư. Hy vọng là video ngày hôm nay sẽ đem đến cho mọi người thêm nhiều những góc nhìn về thị trường tài chính. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho Coi68 TV nha. Và mình là Yến Nhi, hẹn gặp lại mọi người ở các số tiếp theo trên series chuyện kinh tế ở Coi68 TV. Bye bye!